Chào bác, có ba lý do mà bất cứ mỗi khi chúng ta muốn mua hàng hiệu, chúng ta sẽ nghĩ đến Gucci hoặc là LV. Thứ nhất, đương nhiên đó là sự nổi tiếng. Thì có lẽ là chúng ta không ai là không biết đến Gucci và LV rồi. Nhưng mà tại sao nó lại nổi tiếng? Thì đấy là lý do thứ hai. Hai mẫu giày này đóng góp gần như là rất lớn cái nhận diện của LV. Nó khiến cho LV và Gucci nổi tiếng. Đây là đôi thứ nhất với kiểu thiết kế của Smith Offer. Cái người phát minh ra cái việc mà đưa cái khóa này lên đôi giày chính là cái ông đẻ ra cái hãng Gucci đó. Thì ông đó phát minh ra đôi giày kiểu như này cách đây cả mấy chục năm, 40-50 năm rồi. Nhưng mà đến bây giờ đây là mẫu Gucci 1953 vẫn là một trong những mẫu best seller của hãng. Và cứ mỗi khi chúng ta nhìn thấy một người đi đôi giày như thế này, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến rằng là đó chính là đôi giày của Gucci. Mặc dù bây giờ bên ngoài người ta nhái rất nhiều hoặc là làm những đôi giày tương tự, nhưng nếu các bác tinh ý một chút, các bác sẽ nhận ra cái đôi Gucci Hotspur, cái dòng Gucci nó có một sự khác biệt, và đó chính là cái mẫu giày này nó đã làm nên sự nổi tiếng của Gucci. Đương nhiên bây giờ có những mẫu nó sẽ khiến cho Gucci nó tiếp cận đến rộng hơn với nhiều tầng lớp khán giả người dùng, thì em sẽ cho các bác xem ở ngay sau đây. Còn LV thì đây là mẫu LV Monte Carlo. Mẫu này thì bây giờ vẫn là mẫu best seller của hãng, và mỗi khi chúng ta bắt đầu bước vào cái thị trường hàng hiệu, hàng xa xỉ phẩm, thì chúng ta giày chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là sắm một đôi Monte Carlo của LV. Nó rất đơn giản thôi, với cái form giày này, với cái logo này, chúng ta nhìn qua là chúng ta biết đó là đôi giày LV. Đương nhiên ấy, thì bây giờ như em nói về Gucci cũng vậy, người ta làm giả rất nhiều. Có điều là thực sự cái này nếu chúng ta ở trong cộng đồng, một cộng đồng nào đó, cái việc đi giày fake ấy, nó rất nhạy cảm, cho nên là đa phần các bác sẽ biết ngay là cái đôi giày nó chính hãng hay là không. Thì đây là mẫu giày mà gần như nó đưa cái thương hiệu Monte Carlo đến với tất cả mọi người, đến với rất cộng đồng rất sử dụng giày trang phục rất là lớn. Thì đó là lý do thứ hai. Lý do thứ hai chính là những mẫu giày cổ điển, kinh điển của hãng nó khiến các hãng nổi tiếng. Và lý do thứ ba là gì? Lý do thứ ba là những đôi giày sau đây, em cho các bác xem phiên bản hình ảnh. Những đôi giày sau đây chính là những đôi giày mà đưa cái dấu ấn của hãng đến rõ hơn và đến với những người có yêu cầu cao hơn cả cơ bản. Mỗi khi nhìn những đôi giày này, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là Gucci LV rồi. Nhưng mỗi khi nhìn đến những đôi giày đẳng cấp ở sau đây, thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cái khả năng chịu chơi của người sử dụng. Bây giờ mời các bác xem một số đôi giày như thế nhé, cái bản hình ảnh nhé, em không thể quay hết được, mời các bác xem. Đầu tiên là hai mẫu Mocha LV mới tinh 100% của nhà Louis Vuitton. Quan trọng nhất là nó được làm bằng da trăn 100%, một mẫu là màu nâu, một mẫu màu đen, đều size 41, mới tinh luôn nha các bác, và giá thì rất là tốt luôn. Các bác có thể xem trên góc màn hình, em đã để giá lên đó, hoặc là các bác kết bạn Zalo với em, ở trong Zalo em đăng rất nhiều mẫu và có giá tốt, mời các bác kết bạn Zalo với em nhé. Thì nói đến thằng hiệu thì chúng ta không thể bỏ qua Hermès được. Em đang có dòng Hermès này mới tinh, mới full box luôn, nhưng mà giá thì cũng hơi căng, khoảng tầm 26-27. Hockenheim thì các bác cũng đã biết nhiều rồi, nhưng mà Hockenheim màu đỏ này thì cũng ít, không có nhiều. Nên bác nào mà ưng thì có thể trải nghiệm, nhắn cho em để trải nghiệm ngay. Đôi này size 40 đến 40 rưỡi, rất là đẹp luôn. Hermès, dòng Hermès này Saga giá khoảng tầm gần 30 triệu, nhưng mà em đang có giá rất tốt, con này mới tinh luôn, size 40 mới tinh luôn nha các bác. Hermès thì khỏi bàn luôn, nhìn phát là biết hàng đẳng cấp. Con này hơn 24 triệu, tiết kiệm được mấy triệu nếu các bác mua qua và hàng vẫn mới tinh. Còn nếu các bác cần hàng lướt của LV thì có lẽ mẫu khóa giả cổ, màu đồng giả cổ này là một trong những mẫu rất được nhiều người săn đón. Gucci Mocha giá rẻ nhất trong các phân khúc thì có lẽ nên cân nhắc dòng này. Màng rất dễ chịu, size nhiều và đặc biệt là rất đơn giản. Chúng ta không có quá nhiều cái sự phức tạp gì ở đây cả. Mẫu Gucci rất đơn giản, cơ bản và ai cũng có thể mang được. Nổi bật thì có lẽ là mẫu Gucci màu nâu này. Đây là mẫu Hotspur Loafer phiên bản mới hơn sau này. Đây là mẫu mới tinh nha các bác. Những mẫu mới tinh thì cái giá nó sẽ cứng hơn.
Đây là cũng là Gucci 1953 nhưng phiên bản này nó có vạt cờ màu xanh đỏ, cũng là một cách để lại dấu ấn khá là tinh tế. Những kiểu giày đế quốc này mang rất là ok nha các bác, trải nghiệm chân khá tốt. Còn để cày cuốc và cái tình trạng cũng đẹp thì các bác hãy cân nhắc những dòng Monte Carlo của LV như lúc nãy em có giới thiệu đó. Nhưng mà đây là những phiên bản mới hơn, nó cập nhật hơn và cái thiết kế nó cũng khá là trẻ trung bay bổng hơn, với những cái họa tiết thêm vào. Đôi này size 40. Bác là size to mà cần một đôi Gucci đơn giản và cái màu nó độc đáo thì cân nhắc em này. Màu rất độc đáo, màu nâu đỏ rất đẹp và mẫu cơ bản. Monte Carlo thì thiết kế của nó thì đúng là được cải tiến rất nhiều trong những cái phiên bản sau này, và nó cũng rất đẹp. Nó càng ngày cái thiết kế của nó sẽ càng trẻ trung bay bổng và khiến cho nhiều người ưng mắt hơn. Thì đây là một mẫu như vậy, em có về hai size 39 và 40, 40 rưỡi. Thì các bác nào có size này thì có thể inbox cho em. Đây chúng ta gọi là Derby Plain Tour, mũi rất đơn giản, bác nào ưng đơn giản thì có thể chọn mẫu đơn giản, không thể đơn giản hơn được. Và phần da damier được làm ở phần miệng giày, nó giúp cho đôi giày tạo được cái dấu ấn. Đôi này line new 99%, đã dán bảo vệ rất ngon lành. Mẫu măng strap này hãng đang bán gần 40 triệu, bán mới gần 40 triệu, season mới luôn, những năm mới đây luôn. Và đương nhiên hàng bên em thì có giá tốt hơn, đôi này cũng hàng lướt thôi, giá hàng lướt gần nửa, chưa đến một nửa mà hàng như mới luôn nha các bác, măng phê luôn, mới tinh. Ngoài mẫu mocha lúc nãy em bảo dễ chơi nhất thì đây là dễ chơi thứ hai, giá rất mềm, siêu mềm luôn. Đôi này mới tinh 100% full box. Mẫu này có mũi nó khá nhọn, thích hợp với những bác nào mà thích phong cách trẻ trung và lên chân mặc đồ tây rất ok các bác nha. Cần chi tiết bác nào, con nào thì các bác nhắn cho em nhé.